Clip của ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến quý vị một đôi loa đến từ nước Mỹ. Tại sao? Đôi loa này em cũng đăng lên kênh cách đây khoảng độ gần một năm rồi, nhưng em lại để dùng. Nhưng mà để dùng lại không được dùng mấy. Tại sao không được dùng? Bởi vì là em lại bán hàng audio tại nhà. Nên là cứ mở những đôi loa này ra thì báo cáo quý vị là có nhiều bác thì đến mua những cái bộ dàn nó tầm vừa, những đôi loa nó tầm vừa. Nếu mà nghe bộ này của em xong rồi thì họ chán ngay. Nên là bắt buộc là em sẽ phải chuyển ra một phòng riêng em làm trên tầng, phòng riêng để em nghe nhạc. Nên là cái phòng đấy thì nó bé hơn nên đặt đôi loa này vào nó quá trướng, quá to. Em nhượng lại cho bác nào nhé. Đôi loa này đã có khui củ hết rồi. Đây là con bát 40, loa Electro Boy đấy, bát 40 này. Trung kèn 40 luôn, tép còi kèn đây, cái này này lau hết đấy, ngay căng đây, trung kèn. Có đường kính của loa này 1, 2, 3, chiều ngang 70, chiều cao xem nào, chiều cao nó phải tầm 1m2 để em đo luôn, 1, 2, 3, 4, chiều cao 1m05, 1m08, chiều sâu 1, 2, chiều sâu 50, chiều sâu của thùng 50 bên kia, còn bên đây nữa. Em mà để đây thỉnh thoảng kiểu cũng muốn nghe nhạc nghêu ngao, nhưng mà khi mở lên thì vô tình các bác đến nghe mua âm thanh thôi. Đã nghe những dòng loa nó đắt tiền, nó cao cấp rồi thì nghe những đôi khác thử tự nhiên nó lệch nhau quá, tự nhiên nó cứ chê không hay. Nên là em phải làm một căn phòng lên tầng 2 của em, phòng riêng để nghe. Thì phòng đấy thì nó đặt đôi loa nào nó to quá, nó trướng. Đấy. Con này có bát khui củ hết cho các bác rồi, lỗ thông hơi phía dưới cùng. Con này trước em có đăng trên kênh cho các bác rồi đấy, 46 triệu em nhớ là 46 triệu thì phải, để em xem nó để đâu. Đây, 46 triệu. Bác nào lấy em để cho 40 triệu. 40 triệu, bởi vì em để đây không nghe mấy, không dám nghe. Nhiều lúc lắp con âm đi vào đánh không dám nghe, bởi vì là khách hàng thì ra vào đến nhiều, cứ nghe xong quay đi quay lại test loa kia. Chắc chắn là những bộ loa nó rẻ tiền hơn thì nó sẽ không phải hay bằng nó rồi, nên là cứ cảm giác là nghe nó sẽ bị không hay. Bởi vì ui sao tôi nghe đôi loa kia nó hay thế, nghe không hay nên bắt buộc em bán nhé, để cho bác 40 triệu. Em sẽ làm riêng căn phòng lên trên kia, chứ không em để đây cũng không được nghe. Đấy, để xong cứ để thế này nó mó, không được cắm, không nghe nó bụi bẩn. Đấy, bác nào lấy thì liên hệ với em. Đấy, ý thức là em để. Em để từ ngày đấy, các bác nào xem để ý clip của em thì biết. Đôi ra em để khá lâu rồi, nghe ít được nghe.